Và thưa cô Đào Phúc, tớ xin chào tất toàn thể các quý anh chị nhá. Hôm nay em mới sơn xong một cái lô mà hôm trước là em có quay hàng mộc luôn cho anh chị đấy ạ. Và hôm nay là em mới sơn xong một số quả này thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh chị. Cái quả phú quý này của em này, để em đo. Nó cũng xem như nhau thôi ạ, một quả xem như nhau thôi. Đường kính nó rơi vào khoảng tầm 24 anh chị nhá. Đường kính mà 24. Đấy, 24 25 gì đấy, 24. Đấy. Nó có đều đều là 24 phân. 24 kính 24 nha anh chị nhá. Đường kính 24 thì cao thì chắc nó cũng xem đều đều như nhau thôi. Vì hàng này em tiện nó đều như nhau. Cao là 25 anh chị nhá. Đấy, cao là 25, cái này chắc là 24 này. Cái này 25. 25. 23 24 đấy. Tầm 23 24 25 tầm đấy, em xem như nhau thôi. Rồi ok các bác này. Em xin giới thiệu từng quả một nhá. Ô, quả 05 này. Đây không mấy. Của kia không mấy. 06 em vừa dán lại. Ồ không được, không được, không được. Đấy cái quả 05 này ra kia. Quả 05 là quả 05, quả 06 là quả 06, không được đấy. Bác ấy bác ấy xem bác ấy. Em có quay không? Không quay nhưng mà bác ấy ở trên YouTube này bác ấy có ấy rồi. Bác ấy có lấy quả đây rồi thì thôi quay lên bác ấy lại tưởng quả bác ấy nó rách việc này. Rồi ok các bác nhá. Đây ạ, đây là những cái quả 01 đến 06, quả 05 thì có bác ấy đặt thì em có rồi. Có ấy rồi, có 6 quả. Rồi ok ạ. Đầu tiên thì em xin giới thiệu với các bác này, một quả 06 anh chị nhá. Đây là một quả 06 này. Đấy, gai lu kín đều đẹp này. Hàng này kín mít 100% anh chị nhá. Đấy. Đó. Anh chị nhìn đâu ạ? Lu kín nhá, chị nhìn được không ạ? Đấy. Hàng này thì em cũng nói thẳng luôn là các bác là nếu mà các bác mua hàng nhiều lu này thì em cũng nói thẳng luôn là vì hàng lu nhiều lu này thì em bán nó giá cao hơn cái hàng ít lu này, hàng ít lu em bán thấp, hàng nhiều lu em bán cao. Thì nếu các bác nào cộng hai, nếu mà các bác mua hai quả này thì cộng hai cái thì giá thì nó cũng xem đều như nhau đúng không ạ? Đấy thì cái quả phú quý 06 này, hàng kín mít lưu này anh chị nhá, hàng kín mít lưu này ạ, với em bán với giá là 1.400.000 anh chị nhá, 1.400.000 đồng này, 1.400.000 đồng này, chưa bao gồm phí ship nha anh chị nhá, chưa bao gồm phí ship được không ạ, 1.400.000 đồng nhá. Đấy một quả này, quả 06 này anh chị nhá, quả 06 1.400.000 này. Đấy quả này của em lưu kín này, và em luôn nói là quả 02 này nha anh chị nhá. Đây với quả 06 là 1.400.000 nhưng mà quả 02 này thì em bán chỉ có là 1.200.000 đồng thôi, không ship đấy được không ạ? Em dán 1.400.000 đây này, 1.400.000 ở đây đấy. Còn quả 02 này bỏ lại số nhanh, bác là chốt thì để lại số điện thoại em nhá, chốt nào thì để mã 06 để lại số điện thoại cho em ạ, 1.400.000 không ship này. Đấy còn cái mã 02 này anh chị nhá, cái mã 02 này, 02 này thì quả này nói thật các bác là cũng ít lu này. Đấy, ít lu anh chị nhá. Ở đây thì em những cái vết này, cái vết dạn dạn này của gỗ này nhá, thì khi tẩy rửa lên thì không thể tránh khỏi được. Không thể tránh được anh chị nhá, gỗ thì không thể tránh được những cái đường mà nó chỉ trắng trắng thế này. Đấy, gỗ thì tẩy lên thì nó sẽ nó bị như này, không thể tránh được. Cái quả nào cũng thế thôi. Quả nào nó cũng thế anh chị nhá, chứ không phải là gỗ này không không thể tránh được cái đấy, nên bên em xử lý và cẩn thận hết cỡ rồi nhưng mà nó vẫn bị như thế. Nhưng bên em sơn thì bên em đã mài nhẵn nhụi hết anh chị nhá, mài nhẵn nhụi hết rồi, không vấn đề gì đâu ạ, không vấn đề gì chị nhá. Đấy và quả này thì em bán đến 1.200.000 này, 1.200.000 không chưa bao gồm ship nha chị nhá, chưa bao gồm ship ạ. Ship quả này cũng mất khoảng tầm 80 đến 100.000 thôi, 80 đến 100.000 mã 02 này. Đấy mã 02 anh chị nhá, không phải là không có lưu mà có nghĩa là cái quả này thì nó ít lưu hơn những cái quả khác. Ở đây nó lưu chớp, đây là lưu đây anh chị ơi, lưu đây này, và những cái đường chớp đây rất là nhiều anh chị nhá, lưu chớp này, nó lưu tia xuyên tận xuống dưới cơ, không phải là ít lưu đâu, à không phải là không có lưu mà cái này nó ít lưu thôi, chứ lưu nó rải rác nó rất là đẹp đấy ạ. 1.200.000 anh chị nhá, chứ không phải là bên em là bán cái hàng ít lưu với nhiều lưu nó bằng nhau được. Thì công bằng cho bác nào mà lấy cái hàng hàng nhiều đu thì phải chấp nhận cái giá nó cao hơn một chút đấy, em thẳng luôn vì để em bù ra những cái quả này. Nếu anh chị mua hai quả thì tính ra là 1.300.000 một quả thôi thì nó cũng rất là rẻ đúng không ạ, đấy rất là rẻ luôn. Rồi ok, bác nào mà chốt tác phẩm
Mã 02 này với giá là 1,2 triệu, thì để lại số điện thoại em nhá, để comment xuống số điện thoại dưới cho em ạ. Để em sẽ chốt cho bác đấy với mã là 02. Ok, em bỏ qua cái mẫu 02 này. Rồi tiếp tục em chuyển sang cái mẫu 04 này. Hàng này của em là cũng hàng rất là nhiều lưu này. Rất là lưu nha, cái lúm này là tháo được ra, lúm này tháo được ra này. Lúm này tháo được ra nhưng mà em keo nó dính vào rồi đấy. Thì nó dính vào nó hơi chặt, còn cái này là keo nó không dính vào thì đúng ra nó không 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 được chặt này. Dính keo vào là nó chặt thôi. Cái lúm này là lúm ở bên ngoài tiện. Mọi cái bình như ấy này, em là lúm mà nó tiện hết ở ngoài anh chị nhá. Lúm mà nó tiện hết ở ngoài đây, cái này thế này. À, nó tiện ở ngoài. À, đút vào đây ạ. Đấy, đảo vào đây. Thành tiện vào những cái này cũng thế thôi. Cái 01 này của em cũng tiện vào này. Đấy. Đây cái mã 04 này của em lũ rất nhiều này. Đấy. Mã 04 này của em lũ rất nhiều chị nhá. Đấy, anh chị nhìn được không ạ? Đấy, những hàng lưu hoa đào đào và đẹp như thế này thì bên em bán với giá là 1,4 triệu không ship anh chị nhá, 1,4 triệu không ship ạ. Đấy, quả nào nó cũng có cái đường vân chỉ dạn dạn đấy này, là bên cái gỗ không thể tránh được anh chị nhá, nhưng bên em xử lý rồi, giờ rất là nhẵn mịn luôn. Đấy, chứ không phải đến lúc anh chị nhìn vào và sao nó lại như này thì rất là không hay bên em. Quả nào cũng thế anh chị nhá, không phải riêng gì một quả đâu. Anh chị mua gỗ này thì nó phải có tượng trưng là nó như thế ạ. Vì cái công thời gian bên em tẩy rửa và bên phơi thật khô thì không thể tránh được cái tình trạng mà nó cái bề mặt của nó hơi bị dạn một chút, và bên em có xử lý sơn sơn rồi thì anh chị nó sẽ rất là đảm bảo đấy, sờ rất là nhẵn không có biết gợn gì luôn ạ. Đấy, 304 này với giá là 1,4 triệu anh chị nhá. Anh chị nào chốt cái mã 04 này thì để lại số điện thoại em nhá, giá chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. 1,4 triệu thôi ạ, rất là rẻ anh chị nhá. Rồi bê đây số nhanh. Rồi tiếp theo em xin lên cái mã 01 này. Mã 01 đây anh chị nhá. Mã 01 này. Đấy, mã 01 này lưu hoa lưu cũng rất là đào này. Đấy, rất là đào luôn. Rất là đào lưu anh chị nhá. Đấy. Vâng, cái mã 01 này thì em cũng xin giao bán luôn ạ. Em xin bán với giá là 1,250,000 anh chị nhá. 1,250,000, 1,250,000 các phẩm mã 01 này. 1,250,000. Đấy, chưa bao gồm phí ship anh chị nhá. Giá này em chưa bán chưa bao gồm phí ship đâu ạ. Đấy, rất là đẹp nhá. Đường kính nó toàn tầm 3. Đường kính các bình là nó xem như nhau anh chị nhá, tầm 34 33 đến à quên, 23 24. Tầm 23 24 phân nhá, đường kính nhá, và chiều cao là tầm 22 đến 25. Đấy, cái bức này thì cao tầm 23 phân này và đường kính 23. Đấy, em bán với giá là 1,250,000 không ship nhá. Anh chị nào mà chốt tác phẩm này thì để lại số điện thoại cho em nhá. Mã 01 ạ, bình phú quý mã 01 nhá anh chị nhá. Đấy. Đẹp không ạ? Rất là đẹp anh chị nhá. Rồi em xin qua cái mẫu mã 01 này ạ. Anh chị nào chốt thì để lại số điện thoại em nhá. Tiếp theo ạ. Tiếp theo thì em xin phép các bác là em lên giới thiệu các bác một cái mã mới này, mã là mã 03. Mã là mã 03 nha anh chị nhá. Đấy, hoa lưu cũng rất là đào đẹp này. Hoa lưu rất là đào đẹp ạ. Đấy. Và anh chị xem like thì anh chị cũng có thể biết ạ, không phải là cái bình nào em cũng bán giá là 1,4 triệu đúng không ạ? Bình nào em phải nhìn cái bình mà nó nhiều hoa, ít hoa thì em mới dám bán được, chứ không phải cái bình hoa lưu nào em cũng bán với giá như thế. Đấy, nên cái bình hoa lưu nhiều lưu thì sẽ bù vào cái bình ít lưu một tí, bù khoảng hai bình nó xem như nhau. Đấy đúng không ạ? Và ok, cái bình này thì hoa lưu cũng rất là đào anh chị nhá. Hoa lưu rất là đào này. Đấy, mã 03 anh chị nhá. Mã 03 này. Em bán bước này cũng 1,250,000 anh chị nhá. 1,250,000. Đấy, mã 03 này. Bình phú quý rất là đẹp này ạ. Rất rẻ anh chị nhá. Rất là đẹp rẻ này, cao 25. Đường kính 24. Đấy. Mã 03. Đây là mã 03 nhà em anh chị nhá. 1,250 ạ, chưa bao gồm phí ship anh chị nhá. 1,250,000 chưa bao gồm phí ship. Anh chị nào chốt thì comment để lại số điện thoại giúp em nhá. Comment để lại số điện thoại giúp em. Đó. Rồi ok các bác ạ. Đấy là hàng bé, và hôm nay em lên một hàng to nhá. Hàng mã to này. Hàng mã to và những hàng này là hàng đẹp. Hàng này hàng đẹp này. Mã to này của em thì cũng có cái hàng không kín lưu và hàng ít lưu.
đấy, hàng bên quả quả kia lên đây này. Ê, quả này của em rất là to anh chị nhá, rất là to này, một cặp này rất là to này. Ui, trượt quá. Đấy, cái này thì rất là nhẵn, rất là trơn này. Đấy, hàng này thì quả này em tiện ra này. Đấy, này, tròn nhá, đường tính rất là to này. Quả này thì toàn lu này, mấy cả chun chớp. Chun chớp rất là nhiều anh chị nhá, chun chớp rất là nhiều đấy ạ. Đây. Hai quả này thì cái lượng lu của nó ít. Đấy, ít lu nhưng mà cái này quả này chưng chúp chun và chớp nhiều này. Đấy, lu như chun chớp nhiều này. Đấy, quả này thì là mã 01 anh chị nhá, để em đo cái đường kính này, đường kính cái chiều ngang quả này này. Ở trên chiều ngang quả này rất là to anh chị ơi, rất là to nhá. Đường kính là 39 này. 39 ạ. Đấy, đường kính 39 40 cơ. 39. 39 và chiều cao. Chiều cao của cái bình này thì nó rơi vào cao là 36. Chiều cao là 36 các ạ. Đấy, chiều cao 36. Đấy, anh chị đoán bức này em bán bao nhiêu tiền ạ? Anh chị biết em bán bức này với bao nhiêu tiền không ạ? Ở bình này thì cũng như thế thôi, 39, đường kính nó cũng rất là 39. 39 40 cơ, 39 40. 39 và chiều cao. Chiều cao con này 36. Con này 36, cái này xem hai quả này xem gần nhau anh chị nhá. Hai quả này xem gần nhau luôn. Đấy. Hai quả xem gần nhau này. Mã này của em là mã 01 và quả này là mã 03. Đấy, quả này mã 03 này. Quả này của em tiện ra thì nó chỉ có một đốm đốm một ít nu thôi. Một ít nu anh chị nhá, ít nu thôi. Cái đường này đường gỗ rồi này. Đây có một vết chấm sâu sâu đây thì bên em có xử lý rồi này. Những quả này này. Với vết chấm sâu sâu rồi. Có xử lý, rất là đẹp đấy. Đấy. Những vết dạn gỗ này thì không thể tránh được anh chị nhá, bên em có xử lý rồi, nó rất là nhẵn này. Rất là nhẵn anh chị nhá. Rất là nhẵn nhụi luôn. Đó chị cứ nhìn ạ, để em quay chi tiết từ trên này xuống này xem cho anh chị ngắm nó kỹ hơn một chút và em sẽ quay ngang mặt ngang ra để cho anh chị xem. Bình này của em một cái đường kính rất là to anh chị nhá, một cái bình phú quý to như này anh chị mua ở ngoài rất là đắt tiền đấy ạ. Rất là đắt tiền anh chị nhá. Đấy anh chị ngắm cho em ạ, xong em sẽ báo giá tác phẩm cho anh chị giật mình luôn những tác phẩm như này. Đấy, anh chị ngắm kỹ chưa ạ? Anh chị ngắm kỹ cái đường vân của hai tác phẩm này chưa ạ? Và anh chị đoán tác phẩm này em bán giá là bao nhiêu tiền ạ? Đường kính 39 40 anh chị nhá, 39 phân ạ, 39 39 phân rưỡi rất là to này. Anh chị xem em sờ tay vào đây anh chị biết là quả này rất là to này. Đấy. Quả này rất là to đúng không ạ? Anh chị đoán giá là của em bán là bao nhiêu tiền ạ? Hai quả này anh chị nhá. Hai quả này này. Quả 01 này ạ, quả 01 này anh chị nhá. Em bán với giá là 3 triệu 600 nghìn đồng anh chị nhá. Anh chị thấy bức này của em rẻ chưa? Rất là to, luôn rất đẹp này, chỉ có 3 triệu 600 nghìn đồng. Khẳng định với anh chị luôn là rẻ nhất thị trường luôn anh chị nhá. 3 triệu 600 nghìn đồng đường kính to như này ạ. Anh chị thấy có rẻ không ạ? Quá là rẻ anh chị nhá. Và ok ạ. Và cái bình này thì lu nó ít, toàn vân với cả chun chớp thôi, nó ít lu. Đấy. Anh chị nhìn đâu ạ, ở Inu. Và cái bình này thì em nói thật các bác là tiện ra, đây là cả một cái phôi gỗ của em, tiện ra thì nó được hình nó mất hết nu đi, nó đây là em bên em mua gỗ lu nhưng mà tiện ra thì nó sẽ không còn nu này. Đấy, nhưng mà cái bình này thì em bán với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng anh chị nhá, 3 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, 3 triệu 500 nghìn đồng ạ. Rồi, anh chị nào lấy một cặp thì em để một cặp này thôi ạ. Một cặp này là 7 triệu. Chưa bao gồm phí ship anh chị nhá. Rất là to ạ, rẻ nhất thị trường luôn anh chị nhá. 3 triệu 500 nghìn đồng một tác phẩm này. Được không anh chị ơi? Đấy. Chưa bao gồm phí ship ạ. Rẻ giật mình luôn anh chị ơi. Có ai bán cái bình đường kính tiểu ngang tầm 39 40 này mà giá 3 triệu 500 nghìn đồng không ạ? Rất là rẻ anh chị nhá. Cái hàng không có lu và ít lu và hàng không có lu và chun chớp ấy thì bên em bán nó rất là rẻ, bán cho các bác là bán lỗ vốn ấy, gọi là bán lỗ vốn và chỉ và những cái hàng hàng nhiều nhiều lu một chút thì bên em sẽ bán nó giá nó sẽ
cao lên thì đẩy cái tiền gỗ nó lên, cao lên một chút để nó bù vào những cái cục gỗ nó bị tiện vào, nó lại mất nu này đấy, thì nó bù trừ nhau. Thì nếu anh chị nào mua buôn mua nhiều thì nó sẽ xem là nó như nhau thôi đấy, còn anh chị nào mua lẻ thì nó sẽ cái giá nó sẽ chênh lệch nhau về cái đấy. Vì cái gì đúng thôi, người ta mua hàng đẹp thì lúc nào nó cũng phải đắt hơn một chút, cái hàng mà hoa lu nó vừa vừa ít ít thì nó sẽ là rẻ hơn một chút, chứ không thể là tính tính những cái hôm cái bình mà nó ít lu lại tính bằng cái bình nhiều lu được, thì nó lại không 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 đúng lắm, nó lại không đúng, nó không phải đấy. Bao em khẳng định với anh chị nhá, đường kính 30 40 quả phú quý này, tiện một quả phú quý này có 3 triệu 500 nghìn đồng thôi ạ. Những cái giá này thì chắc chắn là không có lời rồi, em khẳng định với anh chị luôn, chắc chắn là không có lời rồi anh chị nhá. Và anh chị là chốt mã 03 này với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng thì anh chị hãy comment để lại số điện thoại cho em nhá. 3 triệu 500 nghìn đồng thôi, mã 03 này. Còn mã 01 này em giá là 3 triệu 600 nghìn đồng, chưa bao gồm phí ship anh chị nhá. 3 triệu 600 nghìn đồng. Anh chị nào chốt thì có thể là chụp ảnh nhắn tin qua Zalo cho em nhá. Hãy nhắn tin qua Zalo cho em. Vì hôm nay em lên em giới thiệu sản phẩm cho các bác ở trên này đấy, thì đang giới thiệu này, các bác hỏi sản phẩm khác thì em không thể quay cho các bác luôn được. Các bác nếu mà tiện thì các bác cứ kết bạn Zalo với em gửi hình, có nhân viên này em gửi hình cho các bác luôn thì nhanh nhất. Đấy. Không thì các bác đợi em cứ quay xong, nhưng mà đến lúc em nhờ sản phẩm lên quá rồi em lại quên lại không đưa cho các bác thì nó lại lúc đấy thì lại phật lòng các bác. Đấy, các bác là cứ giúp em là kết bạn Zalo với em qua số 0389 anh chị nhá, 889968, và anh chị hỏi cái gì thì cứ nhắn tin cho em hay em gửi hình qua cho anh chị luôn ngay lập tức để cho anh chị có thể ngắm về tác phẩm. Đấy, ví dụ như em đang like là anh chị có nhìn thấy cái bình mai đằng sau em đây, bảo là cái bình mai này như thế nào em. Đấy, anh chị kết bạn Zalo em gửi hình cho anh chị luôn, báo giá luôn cho anh chị luôn. À, em comment báo giá luôn cho anh chị cũng được, ngay ở like này cũng được thôi, nhưng mà lúc em đang nói này, em đang giới thiệu sản phẩm như thế này thì em lại bê lên thì nó lại mất mất cái giai đoạn ấy đi, đang cái giai đoạn nói cho các bác này, các bác là chú ý cái tác phẩm này như thế này thì em lại nhỡ quá nên là không 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 quay được luôn đấy. Nên các bác là em đăng like này thì các bác làm một mẫu hỏi sản phẩm khác thì các bác cũng thông cảm giúp bên em nhá. Rồi ok ạ, đây là một cặp, em lên một cặp tiếp theo nhá. Cặp này là cặp lu nhiều này, đỉnh ca lu nhiều này. Với cái cặp này thì nói thật với các bác là cả một lô nhà em chỉ có hai cục này là đẹp nhất thôi, để bù cho 6 cục kia thì nó rơi khoảng là hai cục này bù cho 6 cục kia. Cục này mà em không bán cao được, cao lên một chút để cho bù vào cục kia thì chắc chắn là em sẽ lỗ rất là nhiều. Em nói thẳng luôn là lỗ rất là nhiều đấy ạ. Đấy, đây nha anh chị nhá. Bước này của em là mã là 02 này. Đấy, mã là 02 này. Đây chị nhá, những cái đường vân vân xuân xoăn này này là cái đường gỗ bên em tẩy rửa đi phơi đi thì nó dặn dạn ra thế này đấy, em bảo luôn chị là dán ra thế này, nhưng mà em xử lý rồi nó rất là nhẵn nhụi nha anh chị nhá, rất là nhẵn nhụi ạ. Gỗ nào nó cũng thế, nhưng cái bước trước cũng bên em cũng chỉ cho anh chị rồi đấy, gỗ nào nó cũng vậy thôi chứ không phải là một riêng bước này cả. Nhưng mà đây là cái hoa lưu nhà em này, hoa lưu nhà em anh chị, bước này của em nó kín vào đào này đúng không ạ, kín vào đào nhá, đấy rất là đẹp, đường kính tầm 39-40 đấy, rồi rất là nhẵn, rất là mát, rất là đẹp luôn ạ. Với bình nu này thì anh chị làm một sở hữu bình này thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Ok ạ, em sẽ đo đo này. Chiều ngang anh chị nhá. Chiều ngang đấy, 38 phân. Bình này của em là 38. Đường kính 38 anh chị nhá. Đường kính là 38 và chiều cao ạ. Chiều cao bình này nó vào là 32 phân. 32 ngang đường kính 38 và cao là 32 đến cái lúm anh chị nhá, đến cái lúm này này. Đó, anh chị với cái bình nu này. Với cái bình nu này thì em xin bán với anh chị một cái giá để anh chị giao lưu với bên em này. Vì cái bình nu này lu rất là nhiều, rất là kín lu. Nên em bán giá cho anh chị về chơi. Nên anh chị nếu mà sưu tầm những cái hàng nu nhiều thì anh chị nên chơi những cái hàng này. Đấy, rất là tuyệt vời này. Bình này thì em xin bán với giá là 5 triệu 500 nghìn đồng chưa bao gồm ship anh chị nhá. 5 triệu 500 nghìn đồng chưa bao gồm ship. Đấy. Chưa bao gồm phí ship đó, bình này rất là to nặng ấy. Rất là to, rất là nặng cái bình này ạ.
Đấy, em quay một vòng nữa cho anh chị xem này. 5.500.000 đồng anh chị nhá. Anh chị nào mà chốt bình mã 02 này với giá là 5.500.000 đồng thì anh chị comment số điện thoại cho em nhá. Hãy comment để lại số điện thoại cho em để em gọi điện hoặc là chốt cho bác đấy nhá. Xong rồi em sẽ gọi điện cho anh chị mã 05 này. Và anh chị có thể các bạn Zalo và em sẽ quay chụp ảnh cho anh chị luôn cũng được ạ. Đấy. Mã 05 anh chị nhá. Mã 05 5.500.000 đồng. À mã 02 quên, em xin lỗi. Mã 02 với giá là 5.500.000 đồng. Đấy. Cứ nhìn số 5.500.000 đồng để đọc số mã 05 luôn ạ. Và mã là mã 02 anh chị nhá. Mã 02 nhá, sờ rất là mát tay ạ. Rất là mát tay luôn. Đấy. 5.500.000 đồng ạ. Rồi. Đó, em bỏ qua cái mã 02 này, em lên một cái mã mới nhá. Một mã này thì nu nó sẽ kín hơn một chút. Mã này kín hơn một chút thì em sẽ lấy giá cao hơn của mình ở mã 02 kia. Đấy, em cũng nói thẳng luôn chứ em chả giấu giếm gì cả. Nên anh chị nào mua hàng nào hàng đẹp thì nó sẽ giá nó sẽ nhiều tiền thôi. Và ok chị nhá. Cái bình này của em là mã là 04 này. Mã 04 anh chị nhá. Nu thì bước này thì anh chị không thể chê được, không là chê được bước này. Đấy, không chê được. Đây là cái đường nu này, nó cũng hơi dạn dạn một tí trên này. Đấy, nhưng mà cái gỗ này thì không thể tránh được cái này cả anh chị nhá. Bên em sơn BU rồi, rất là tuyệt vời rồi. Sơn BU rồi. Đấy, anh chị nhìn ạ, em quay một vòng cho anh chị xem này. Nó rất là nhiều lu đúng không ạ? Hoa lu kín mít luôn anh chị nhá. Khoảng 99,9% là lu rồi. Đấy. Còn chỗ này không lu là chỗ này nó toàn chun chớp rồi, rất là đẹp này. Mỗi chỗ này một tí thôi, còn đâu là lu coi như gần kín hết mặt rồi. Đây anh chị ạ. Ở đây cái này là không phải bị lỗi bị sâu đâu anh chị nhá. Cái này là cái mắt gỗ đấy, mắt gỗ nó màu đen này. Đấy. Rất là đẹp này. Đấy, cái này em không muốn vẽ rậm vào, cứ vẽ rậm vào thì ok không vấn đề gì đâu ạ. Đó. Rồi anh chị nhá, cái tác phẩm này của em thì em bán giao lưu với anh chị thôi. Thôi là rẻ, bình này thì bình thường nếu em bán ở ngoài, nếu mà không phải trên live này về ngày xưa bán tiện mà anh chị nào mà tiện về đặt trước ấy, mua mà để chọn đấy thì đa số là bên em bán bình này với giá là 7 triệu cơ. Với giá là 7 triệu đồng cái bình này cơ ạ. 7 triệu đồng anh chị nhá. Đấy. 7 triệu đồng bình này cơ. Đấy em đo kích thước bình này này. Kích thước bình này thì nó chiều ngang là 39 phân ạ. Đường kính 39 anh chị nhá. Đường kính 39 và chiều cao này. Chiều cao bình này là 31 phân. 31 phân. Đấy. Bình trước của em cũng rất là đẹp nhưng mà bình này của em đẹp hơn và bình này sẽ bù cho tất cả các bình là xấu của bên em đúng không ạ? Mấy tạ gỗ thì được có 2 bình. Đấy, bình này thì em xin bán với giá là 6 triệu đồng anh chị nhá. 6 triệu đồng. Bình trước là 5 triệu rưỡi, bình này em bán là 6 triệu đồng. Đấy. Nói chung là khẳng định cạnh tranh giá cho tất cả các bác làm mà là bọn đã mua bình phú quý, anh chị đã biết rồi, những hàng hoa lu đẹp như thế này thì nó rất là đắt, nó rất là đắt anh chị nhá, nó rất là đắt ạ. Đấy, những hàng không lu thì các bác biết là cái hàng em bán bên em bán sập sàn luôn rồi. Đấy, bán lỗ rồi. Còn cái hàng những hàng này để bán bù vào những cái hàng kia. Đấy, giá là 6 triệu đồng chưa bao gồm phí ship anh chị nhá, chưa bao gồm phí ship ạ. Anh chị nào mà ưng tác phẩm nào thì mã nào thì anh chị có thể là comment số điện thoại cho em nhá. Mã này mã 04 anh chị nhá. Anh chị chốt cái mã 04 này với giá là 6 triệu đồng chưa bao gồm ship thì anh chị có thể là comment giúp em ạ. Comment cho em số điện thoại phú quý mã 06 cách số điện thoại cho em nhá. 6 triệu đồng. Và có quả bình phú quý này. Mã 04 anh chị nhá, 04 này. Rồi em bê tác phẩm này xuống ạ. Em sẽ lên một tác phẩm hai cặp bình củ tỏi anh chị nhá. Bán giá sập sàn cho anh chị ạ. Gần Tết rồi, em sẽ bán giá sập sàn cho anh chị để anh chị về chơi Tết những cái bình này giá rẻ. Bình này trước nếu mà bình thường thì bán tầm 2.8 triệu anh chị nhá. Đấy. Đường này của em là đường kính nó chắc là khoảng tầm khoảng 32 và cao chắc là tầm 30-31. Đấy, hai cặp bình này. Quay đi em. Đấy lên luôn. Đây hai cặp bình này, hai cặp bình thì em bán giá như nhau thôi. Bán giá bình như nhau thôi ạ. Hoa lu với cả đường vân gỗ này. Với đường nu này như nhau này. Đấy.
Đấy, mã là mã của em 01 và mã bên này là mã 02 anh chị nhá. Một cặp này là mã 01 và một cặp này là mã 02, đúng không ạ? À, tí em sẽ quay cái bức diện Phật lên cho anh chị xem, bức diện Phật em rất đẹp. Cứ để đây tí em ơi, tí bên lên xong. À, đây chị nhá. Đấy, em sẽ quay cho anh chị xem từng mã một này. Đây là mã 01 này, quả mã 01 đây ạ. Đấy, những cái đường này là đường nó bị phơi, đây một đấy là vết của gỗ rồi, phơi lên là nó sẽ có hình như thế. Bên em xử lý rồi. Đấy, bình nào cũng thế thôi. Đây chị, đây là mã 01 nha, cặp này của em là mã 01 này. Đấy, mã 01. Rồi. Đây là cặp mã 02 này. Ở bước này vừa lấy em bán khách buôn là bao nhiêu tiền nhỉ? 2,2 triệu. Ở 2,2 triệu không xít đúng không? Đấy. Đây là mã 02 này. Đấy, em quay một vòng từng mã cho anh chị nhá. Rồi, bước này thì em cũng báo giá buôn thôi, các bác mua lẻ em cũng báo giá buôn thôi anh chị nhá. 2.200.000 đồng chưa bao gồm ship cặp này anh chị nhá. Cặp này 2.200.000 đồng và cặp này cũng 2.200.000 đồng ạ. Giá sập sàn cho anh chị nhá. Giá sập sàn thôi ạ. Đường kính là 32, cao là 31. Nó xem như nhau thôi anh chị nhá. Nó xem như nhau thôi ạ. Vâng. Đường kính là 23, đường kính là 23 và cao 21 anh chị nhá. 23. Tầm 22, 23, 24 gì đấy, nhưng mà đấy, nó 23, đường kính 23 nha anh chị nhá. Đều 23 cả. Đó, 23 và cao là 31, chiều cao 31 này. 31 cái bình bên này là 31 32. Bình này thì cao 33. Ờ 33, 32 33. 32 33 anh chị nhá. Tầm 32 33 bình này nó xem như nhau thôi ạ, nó đều đều xem như nhau thôi. Ở đường kính 23 và cao 33 33 32 33. Vâng, em bán một cặp là 2 triệu 2 anh chị nhá, một cặp là 2 triệu 2, một cặp là 2 triệu 2. Cặp mã 01 củ tỏi là 2 triệu 200 nghìn đồng. Cặp mã 02 củ tỏi là cũng mã 2 triệu 200 nghìn đồng. Anh chị nào chốt tác phẩm và mã nào thì comment số em nhá. Củ tỏi mã 01 rồi cách số điện thoại cho em ạ. Còn mã 02 thì anh chị củ tỏi cách 02 cách số điện thoại cho em anh chị nhá. Đấy. Rồi em quay sát một lượt cho anh chị xem về cái cặp bình này nữa rồi anh chị nào ưng cặp bình nào thì comment lên cho em nhá, để em sẽ để lại cho anh chị cặp bình đó. Đấy, đây là mã 02, em quay trước cái mã 02 cho anh chị này. Đấy, mã 02 nha anh chị nhá. Rồi, bên này là mã 01. 2 triệu 200 nghìn đồng thôi, chưa bao gồm phí ship ạ. Giá rẻ nhất thị trường hiện nay anh chị nhá. Giá rẻ nhất thị trường luôn ạ. Đó, anh chị thấy ok không ạ? Đấy, rất là ok anh chị nhá. Rồi, em xin phép bỏ tác phẩm này xuống này. Em lên một bức diện Phật cho anh chị nhá. Muốn diện Phật lên cho anh chị ngắm một bức diện Phật nhà em à. Chất liệu một gỗ nu kháo thôi. Bức này là bức treo tường. Bức này bức của em treo tường nhưng mà nó rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Rất là đẹp đấy ạ. Đây anh chị nhá. Đấy ạ. Đây, em xin giới thiệu với anh chị là một bức diện Phật chất liệu một gỗ nu kháo này. Anh chị nhìn được không ạ? Đây là em đục rất là nhiều chi tiết này, lá sen này. Đấy, hoa sen này, hoa sen, búp nụ sen này và bái Phật. Đây là bức treo tường nhất tâm bái Phật anh chị nhá, nhất tâm bái Phật. Đây là cả một miếng của em này. Đấy, đây là hoa lu 3D ạ, là kín mít anh chị nhá. Hoa lu 3D kín mít này. Đó, chị nhìn được không ạ? Đó, rất là đẹp tuyệt vời này. Em sẽ đo kích thước luôn tác phẩm này nha anh chị nhá. Em sẽ đo luôn kích thước tác phẩm này. Ghi luôn cho anh nhá, để dán vào đây luôn. Chiều ngang là 80 anh chị ơi. Chiều ngang là 80 nhá. Ngang là 80 này. Chiều cao này. Chiều cao nó rơi vào 48. Cao là 48 nhá. Cao 48. Và chiều dày, em đo chiều dày này. Chiều dày nó rơi vào 6 phân. Dày 6 phân. Dày 6 phân anh chị nhá. Dày nhất là 6 phân ạ. Đó. Rất là dày. Đây là mặt sau anh chị ơi. Mặt sau này. Đây là mặt sau. Đây, cái vết này là cái vết gỗ nhá. Vết gỗ này. Bên em có xử lý đây cái vết gỗ nữa này. Đấy, cả một miếng nu của em thôi. Đây là cái vết gỗ đấy ạ.
Đấy, hai bên gỗ đây được vết gỗ của em này, nhưng bên em xử lý hết rồi, nó phẳng là sau này. Đằng trước thì em sơn nó rất là đẹp rồi ạ, nó liền hết anh chị nhá, rồi liền hết là sau mặt trước đây ạ, tuyệt vời không ạ? Anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Bước này của em rất là to, hoa lu kín mít luôn nhá, rất rất là tuyệt vời những tác phẩm như thế này. Đó, anh chị nào mà chốt tác phẩm này thì rồi, anh chị nào không quên ông treo một cái đây, treo hai cái bên này ra nó rồi là phải móc hai cái đây anh chị nhá. Tác phẩm này thì em bán giá rẻ sập sàn cho anh chị luôn ạ, hàng hàng lưu lưu kháo anh chị nhá, lưu 3D và lưu kháo này, rất tuyệt vời này. Đó, rất là dặn tuyệt vời. Mọi chỗ khác người ta làm chỉ là mỗi mặt này thôi, nhưng mà bên em đục rất là nhiều chi tiết này, cả hoa sen này đấy, hoa sen, đài sen và hai chú tiểu đồng đây đi bái Phật đây ạ, đấy, đường đi bái Phật đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Anh chị nhìn ok không ạ? Và bước này thì em xin bán với giá là 3.800.000 đồng chưa ship anh chị nhá, 3.800.000 đồng chưa bao gồm phí ship ạ. Anh chị nào chốt tác phẩm này thì để lại số điện thoại cho em nhá, diện Phật, diện Phật đu kháo cách số điện thoại cho em ạ, 3.800.000 đồng thôi ạ. Đấy, kích thước em đọc lại kích thước cho anh chị nó, ngang 80 này, cao là 48 và dày 6 phân, dày 6 phân ạ. Giá là 3.800.000 đồng chưa ship. Ở bước này thì rất thích hợp cho anh chị nào mà có cái không gian nhà mình nó hẹp về không gian để thì anh chị có thể treo treo tường lên những bức như này, thì nó có nó sẽ tiết kiệm về cái diện tích của nhà mình rất là nhiều. Mà bước này thì em đục rất là nhiều hoa văn, rất là nhiều hoa văn, rất là nhiều chi tiết đấy ạ, nên tác phẩm của em nó rất là đẹp, rất là đẹp nhá. Anh chị nhìn ạ, đây là những cái lưu tự nhiên này em để đấy, em để cho nó nhìn, anh chị nhìn nó sẽ khác biệt hơn và nó rất là vui mắt, không thấy chán mắt những cái tác phẩm như này. Và hàng này cũng nói thật các bạn luôn này, đục theo thế này chỉ nó chỉ có hàng 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 độc quyền một một bức duy nhất như này thôi ạ, không có bức thứ hai nhá, vì cái này em đục theo cái thế gỗ tự nhiên của gỗ và bên em tạc ra. Cái bối cảnh thì đục giống nhau được, nhưng mà cái thế gỗ này thì chắc chắn là không giống nhau được anh chị nhá, không giống nhau được, vì mỗi cái miếng gỗ bên em xẻ ra thì nó khác nhau cơ, nó không giống nhau được. Nên hàng này các bác treo ở nhà chắc là hàng 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 độc quyền thôi, chỉ có một bức thôi anh chị, treo ở nhà mình chỉ có một bức thôi, chả ai vào người ta vào nhìn, chả ai có giống mình bức này cả. Đó rồi, ok, bỏ bức này xuống cho anh. Rồi, em sẽ lên một cụ thần tài anh chị nhá, em sẽ lên một cụ thần tài cho anh chị. Anh chị nào muốn sở hữu cụ thần tài thì anh chị hãy giao lưu cụ thần tài này. Thần tài này nhà em là mẫu mới nhất thị trường hiện nay, mới ra, và nhà em làm mẫu này thì anh chị ngắm anh chị biết ngay ạ, rất là khác biệt do với các mẫu khác. Đây anh chị nhá, cái mẫu cụ thần tài là nhà em này, cụ thần tài là nhà em thì mọi cụ thần tài thì cầm một cái tay, cầm hai cái bát vàng, cầm bát vàng thôi, cầm bát vàng hai bên này thôi. Còn như nhà em đây là em có làm theo cái mẫu nó rất là khác, là tay cụ cầm bát vàng này với cả đây là cái cuốn thư đấy, tự trưng một cái cuốn thư đấy ạ. Cái cuốn thư này thì bên em có gắn chữ tài lộc vào đây ạ, chữ này chữ ngoài em gắn chữ tài lộc vào đây anh chị nhá, chữ gắn ngoài là chữ tài lộc đấy. Đây là mặt sau, cái này chất liệu là gỗ pơ mu anh chị nhá, gỗ pơ mu ạ. Một gỗ này thì ở bên nước Đài Loan thì người ta rất ưa chuộng cái loại gỗ này. Và đây này em cũng lấy từ nguồn sáng tác ra từ cái nguồn ở bên đất nước người Đài Loan, cái kiểu mẫu đấy, rồi ra cái mẫu này rất là mới, và hàng này bên em bán xuất khẩu cũng rất là chạy hàng này, bán sang bên Đài Loan rất là chạy hàng đấy. Và cái loại gỗ bơ mu này thì nó có mùi thơm anh chị nhá, nó có mùi thơm, bó tinh dầu có mùi thơm đấy ạ, rất thoang thoảng thơm đấy. Anh chị nào mà chưa sở hữu cái hàng bơ mu này thì anh chị hãy lên sở hữu một bức gỗ bơ mu này để xem vào cái chất gỗ và cái mùi của gỗ bơ mu này. Và cái em sẽ đo kích thước của cái tác phẩm này anh chị nhá, kích thước tác phẩm đấy ạ, kích thước tác phẩm này thì với chiều cao là 71 phân ạ, cao là 71 này, chiều ngang ạ,
chiều ngang bước này là 20 28, ngang là 28 anh chị nhá. Ngang 28 và chiều sâu ạ. Chiều sâu tác phẩm này là 18 phần. Chiều sâu là 18, hàng liền khối anh chị nhá. Hàng gỗ pơ mu và là hàng liền khối ạ. Đấy, gỗ pơ mu hàng liền khối luôn. Đấy, bước này thì bước này em bán với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng chưa bao gồm phí ship anh chị nhá. Phí ship là 2 triệu 8 bao ship và 2 triệu 500 nghìn đồng chưa bao gồm phí ship. Đấy. Anh chị nào mà chốt thì hãy để lại số điện thoại cho em nhá. Ở thẳng luôn anh chị là cái giá này bên em là làm ra giá rẻ nhất thị trường, anh chị có thể tham khảo tất cả các shop khác với những mức giá này bởi em nhà em bán ra. Nhà em ở làng Mộc Đông Gia Cẩm Giàng Hải Dương thì các bác biết rồi ấy. Cái những cái mức giá của bên em đưa ra để bán giao lưu với các bác thì nó rất rất là rẻ luôn anh chị nhá. Rất rất là rẻ luôn ạ. Đấy, nên anh chị nào mà đặt luôn đây đây. Nên anh chị nào mà mong muốn sở hữu được tác phẩm như thế này thì rất là tuyệt vời ạ. Rất là tuyệt vời anh chị nhá, vì anh chị là mua giá tận gốc và tận xưởng và tận làng nghề rồi. Nên cái giá nó rất là hợp lý và rất là dễ mua ạ. Với mức 2 triệu rưỡi như này anh chị, nếu mà anh chị đi thuê tiền công nó đã hơn tiền này rồi. Đây bên em mày làm ra này, tiền sơn này. Đấy, tiền công tiền sơn ra mà bên em bán với giá là 2 triệu rưỡi thôi thì nó quá là rẻ rồi ạ. Quá là rẻ anh chị nhá. Vâng, ok anh chị nào mà chốt cụ thần tài này, cụ thần tài có chữ tài lộc ở đây thì anh chị comment số điện thoại giúp em nhá. Hãy comment số điện thoại cũng phía dưới giúp em ạ. Cụ thần tài cao 71, cụ thần tài cao 71, 2 triệu 500 nghìn đồng thôi ạ. 2 triệu 500 nghìn đồng chưa bao gồm phí ship và 2 triệu 800 nghìn đồng là bao ship nhá. 2 triệu 800 nghìn đồng bao ship nên anh chị nào mà ở gần thì nó chỉ mất tầm 100 nghìn thôi, ở xa nó tầm 200-300 gì đấy. Đấy, nếu các bác nào không ship thì tốt nhất là các bác mua không ship thì nó sẽ rẻ hơn. Em bán 2 triệu rưỡi thôi đấy, anh chị nhá. Rồi ok ạ. Đấy, em xin chuyển tác phẩm này qua này. Em lên một tác phẩm khác đây ạ. Em lên một tác phẩm cụ di lặc anh chị nhá. Một cụ di lặc chất liệu bằng gỗ. Gỗ này là gỗ xá xị nhưng mà bên em này toàn chun chớp thôi. Rất là đẹp này. Bỏ kỷ lên luôn cho anh. Để kia lên đây. Để còn xoay cho bác xem. Và anh chị đợi em một chút để em bê lên này. Em bê tác phẩm này lên cho anh chị nhá. Rồi bê lên đây cho. Thơm. Ui. Ui. Rồi ok. Ok cái này nó không vừa lên cái chân này rất là nguy hiểm. Là cho cái nó đổ ngay. Ok anh chị nhá, đây em xin giới thiệu với anh chị này, cụ di lặc bắc cành đào của bên em ạ. Hàng đục rất là kỹ, rất là đẹp này. Hàng gỗ tỉ gỗ tuyển rồi, mà những cái nét đục bên em thì các bác biết rồi ạ, rất là đặc sắc, rất là sắc nét đúng không ạ? Và bước này thì em có đục 3 chú tiểu đồng và 2 bé trai và 1 bé gái. Đấy. Và chất gỗ này sụn, gọi là sụn xá xị anh chị nhá. Một loại gỗ sụn xá xị đấy chị biết là rất là già gỗ đúng không ạ? Rất là già gỗ và rất là nhiều dầu và rất là có mùi thơm. Đấy. Ok em sẽ quay sát vào cho anh chị xem về tác phẩm của nhà em này. Trước tiên là em sẽ quay sát vào cái gương mặt của cụ. Đấy. Em sẽ từ từ quay sát vào gương mặt của cụ cho anh chị ngắm vào cái gương mặt của cụ này. Đấy anh chị thấy mức mặt của em ạ. Mặt này thì bên em là mặt hàng nghệ nhân top 1 hàng nghệ nhân làng em đục này. Đấy một cái nét mặt này. Đấy chị nhìn họ rất là cân đối, rất là hoan hỉ. Đó. Đấy, cái thứ hai anh chị nhìn ạ, nhìn cái sụn này ạ. Chun sụn đây anh chị nhá, toàn sụn đây này. Toàn sụn rất là đẹp này. Anh chị nào mà chơi nhiều gỗ anh chị đã biết là hàng sụn rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp nhá, mà là gỗ rất là tốt rồi. Đấy, bên em đục rất là kỹ. Đây là của cái tiền vào những cái dây này bên em đục rất là sắc nét này. Những cái đường nét dây này các bác nhìn như cái dây thật, như cái dây dây tiền giải, dây tiền sẵn thật đúng không ạ? Đấy. Rất là tuyệt vời luôn này, những cái đồng tiền chạm các chập tỉa nó như cái đồng tiền thật ạ. Và tiếp theo là đây là em có cái này là một cái khánh anh chị nhá, một cái khánh này. Khánh này thì bên em có dán một chữ lọc vào đây. Đấy anh chị nhìn thấy chữ lọc đó, rất là đẹp này. Chữ này chữ của em là chữ ở bên ngoài em dán vào nhá, là chữ lọc. Đấy cho nó đẹp. Đấy anh chị nhìn thấy không ạ? Ở chữ này thì bên em có thể dán chữ khác được.
Nếu chị thích thì dán chữ khác được, nhưng mà em nghĩ là chữ lộc này thì nó rất là lộc lá rồi, chắc là ai cũng thích đâu, rất là hợp với mọi người đấy. Còn anh chị là thay được chữ phúc hay là chữ tài hay chữ gì đó thì em có thể là em thay được cho anh chị nhá, vì cái hàng này của em mua ở ngoài em dán vào thôi, không phải đục. Đấy, đấy là tổng thể một tác phẩm Cụ Di Đặc Bắc Cành Đào Tam Phúc của nhà em, một hai bé trai và một bé gái, hàng gỗ sụn xá xị rất là thơm. Rồi em sẽ quay mặt sau, giới thiệu mặt sau cho anh chị, rồi em sẽ đo kích thước nhá. À, rồi em đo kích thước trước đi, rồi em quay mặt sau cho anh chị luôn. Và em sẽ báo giá cho anh chị tác phẩm như này. Và kích thước ạ, chiều cao anh chị nhá, chiều cao là 1m10. Em quay. Đó đấy ạ. Cao là 1m16. À, kích thước này em đo kích thước cả kỷ anh chị nhá, cả kỷ nhá, với cái kỷ này em gắn chắc vào rồi ạ. Đấy, đồng đo kích thước cả kỷ luôn. Cao 1m16 ạ, chiều ngang à. Chiều ngang là 50 và chiều sâu là 20. Kích thước cả kỷ, kỷ này của em cao là 20 phân. Kỷ cao 20. Đấy. Kỷ là cao 20 ạ. Đấy, em có kích thước ở đây và em quay mặt đằng sau. Hàng này của em là hàng đục tứ diện anh chị nhá. Hàng đục tứ diện. Hàng đục tứ diện đấy ạ. Đấy, rất là nguy hiểm. Đây là hàng đục tứ diện anh chị nhá. Đấy, em phải giữ này vì cái đế này của em nó kê lên cái đường tròn này nó không 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 hết, đâm ra nó hơi bị cọc kênh. Đây là tứ diện, đây đằng sau em cũng có đục đây anh chị nhìn được không ạ? Đằng sau em có đục này. Đấy. Gỗ nó rất là dày dặn thì mới đục được đằng sau như này. Đấy là đục tứ diện đằng sau đấy ạ. Đấy. Và em quay mặt trước em báo giá cho chị nhá. Ok các bác ơi. Ôi, em để em giữ đây, em giữ đây. Và cái này, cái bức Cụ Di Lặc Bắc Cành Đào này của em, một bức em đục rất là kỹ, rất là đẹp, hàng nghệ nhân đục rất là đẹp này. Cụ Di Lặc này thì em xin bán với giá 6 triệu 200 nghìn đồng anh chị nhá. 6 triệu 200 nghìn đồng chưa bao gồm phí ship ạ. 6 triệu 200 nghìn đồng chưa bao gồm phí ship. Với cái này của em là cái hàng sụn xá xị, đâm ra cái giá trị nó rất là cao. Vâng, 6 triệu 200 nghìn đồng. Đấy, anh chị nào chốt tác phẩm này thì comment để lại số điện thoại cho em nhá. Cụ Di Lặc Bắc Cành Đào gỗ xá xị, sụn chun sụn xá xị, cách số điện thoại cho em để em sẽ gọi điện chốt cho anh chị nhá. Anh chị nào mà mua sản phẩm của bên em với giá trị cao thì anh chị có thể cọc giúp bên em là 20% tiền hàng giúp bên em nhá. Nếu anh chị nào cọc bên em để bên em chắc chắn thì anh chị lấy, vì rất nhiều kể cả những cái hàng 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 cái đốc lịch của nhà em thế thôi, anh chị về bỏ ra em gửi về, không cọc cạch gì cả đâu, nhưng mà gửi về mấy bác thì cứ hơi sất sất nhỏ nhỏ một tí là các bác không lấy, vì gỗ thì em thật các bác là nó không thể là đẹp hết 100% được, nó chẳng may là có một chút gì đó thôi thì các bác có phải thông cảm giúp bên em, vì cái hàng chả có gì ngọc, nó còn có vết cơ. Nên anh chị nào mà thực sự lấy tác phẩm thì anh chị hãy cọc cho em một chút để bên em chuyển hàng về, chứ cái chi phí của bên em đóng hàng đi này nó rất là mất công ạ, không phải là đơn giản là anh chị cứ người ta mang đến cho anh chị là anh chị mang về là bên là anh chị không lấy. Nếu anh chị lấy thì bên em sẽ cái chi phí của bên em sẽ giảm đi, còn anh chị không lấy là bên em mất hai lần tiền, một lần chuyển đi, một lần chuyển về. Đấy, em cộng mất hai lần tiền rồi, chưa tính cái phần chi phí đóng gói. Đấy, nó rất là bên em làm rất là khó đấy ạ. Khó khó vì ví dụ gửi về các anh chị không ưng một tí, hay là vợ không thích một ký là thôi thôi coi như bảo là anh này không lấy đâu hay gì đấy, là vợ anh không cho lấy. Bên em bán hàng thì cái tình trạng đấy thì cũng rất là nhiều ạ, gặp rất là nhiều rồi chứ không phải là ít đâu ạ. Có lần em chuyển ba bức lên thì ông anh ông ấy lấy một bức, và hai ba bức ông anh ông ấy không lấy nữa. Đấy, các bác bảo là như thế thì em chả biết làm nào cả. Đấy, rất là khó cho bên em ạ. Rồi, ok các bác nhá.
Anh chị nào lấy tác phẩm này với giá là 6.200.000 đồng thì anh chị comment để lại số điện thoại cho em nhé. Tác phẩm của em đục rất là nhiều chi tiết, rất bắt mắt và hàng đục tay 100%, mặt trổ mặt theo mặt nghệ nhân hàng làng, top 1 ở làng rồi. Nên anh chị không phải lo lắng về cái mặt cụ di lặc của bên em cả. Rồi ok, em xin phép bỏ tác phẩm này xuống và em lên một tác phẩm khác cho anh chị ạ. Ôi khóc khóc vào dây. Ôi trời. Và chị nhá, em trước em có lên một bức chép hoán rồng ấy, nhưng mà không biết các bác nào thích không. Hôm nay thì em sẽ lên nhá. Hôm nay em giới thiệu với anh chị một bức chép hoán rồng và một con cá gỗ chắc, chắc đỏ đen. Đặt ma cũng to đấy hả? Kéo kéo lên nào. Không không ngoài. Ok chị ơi, em xin giới thiệu với anh chị một tác phẩm cá chép hóa rồng anh chị nhá. Và bước trước nhà em đưa lên thì những bức chép đấy thì nhà em là nó kích thước nó khác. Đấy, đây là cái lối nhà em đục thì anh chị biết rồi ạ. Đấy, một cô chú phi lên này. Phi lên thì các bác đã biết là cái đường lúc nào cũng thẳng tiến phi lên đúng không ạ? Và cá chép thì theo phong thủy anh chị biết rồi ạ, là một linh vật thể hiện cho sự thăng tiến này, và cái thứ hai là sự vươn lên trong cuộc sống và trong những khó khăn cuộc sống, không những là về đường học hành này và đường công danh này đấy, và đường sự nghiệp buôn bán nữa, lúc nào cũng là thăng tiến đấy chị nhá, cũng là thăng tiến và vươn lên mạnh mẽ chứ không không thụt lùi, lúc nào cũng có vươn lên vươn lên vươn lên và vươn lên đấy. Và đây là một tác phẩm mới của nhà em, một tác phẩm mới này, và đây là chú cá chép đây ạ. Đấy, đầu đây một chú cá và đầu là đầu rồng đấy. Rồi ok ạ, em sẽ đo kích thước của một chú cá chép hóa rồng này. Em đo chiều cao này, chiều cao của chú chép hóa rồng này là cao là 58 phân này, cao là 58 này, chiều ngang này, chiều ngang mức này ạ, chiều ngang mức này của em là 40, cao 58 và ngang 40, chiều sâu của em là nó vào là 21 phân rưỡi, em lấy 21 phân thôi, 21 phân anh chị nhá. Đấy. À, là 21 phân này. Bước này thì đây em quay mặt sau, em quay mặt sau cho anh chị ngắm tác phẩm mặt sau này. Đây mặt sau nhà em này. Đấy, đầu rồng em đục hết cả hai bên luôn này. Đấy, đây vây em đục vây luôn. Đấy, là sau em có đục nhá, cả của cá chép hóa rồng này. Và bước này thì em xin bán với giá là 2.600.000 đồng anh chị nhá. 2.600.000 đồng chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Đấy, em sẽ báo giá không phí vận chuyển cho anh chị để anh chị biết là vì mỗi bác là ở một tỉnh nên là em báo ship nó rất là khó. Nhiều lúc bác gần thì báo ship cao thì bác lại kêu cao. Đấy, bác xa thì ok nhưng bác gần thì bác lại sẽ trách em. Đúng không ạ? Nên em tốt nhất là em cứ báo giá là không ship, là 2.600.000 đồng không ship. Và bác nào nhiệt tình và thực sự thích tác phẩm chuyển khoản hết 100% thì em bao ship được không ạ? Đấy là những người nhiệt tình và thực sự thích tác phẩm. Còn về chuyển khoản thì các bác sợ không, bên em không chuyển hàng thì cái đấy là chắc chắn là 100% là không có đâu ạ. Vì các bác đã chuyển khoản tiền cho bên em thì bên em chắc chắn là gửi hàng cho các bác rồi, không gửi hàng về các bác đến các bác đập vỡ mặt em ra mất đúng không ạ? Và cái thứ hai mà ra pháp luật thì bên em sẽ bị đi tù đấy, kể cả 500.000 là quy vào luật hình sự rồi. Đấy, nên bên em cũng không dám làm mấy đâu. Và cái thứ hai nữa quan trọng nhất là bên em kể cả các bác cọc cho em 200.000 bên em cũng không dám lấy của các bác, vì là bên em bán hàng là bán quanh năm ngày tháng và cái cuộc sống của bên em và
Không những là bên em nuôi gia đình, còn bên em còn nuôi thợ thuyền nữa. Đấy, còn thợ còn thuyền, bao nhiêu thợ thuyền người ta làm cho nhà em nữa. Thì em không thể là đánh đổi có mấy trăm nghìn mà em đánh đổi cả một cái sự nghiệp của nhà em từ trước đến nay ạ. Đấy, nên em không bao giờ dám là chuội tiền của các bác được. Đấy, 100% luôn. Lúc nào với nào cũng gửi hàng cho các bác luôn. Chứ bây giờ lấy 100-200 nghìn mà đổi cả một sự nghiệp thì chả người ta đánh đổi đánh đổi được đúng không ạ? Chắc chắn rồi, các bác cũng thế thôi ạ, không không ai người ta làm thế đâu. Nên các bác không lo. Mà cái thứ hai là nhà cái cây này nhà em thì các bác là em là cây này khoảng 1 năm nay rồi, 1 năm rồi, chắc là sắp được 2 năm rồi, chứ không phải là bên em làm mỗi ngày một ngày hai, có địa chỉ số điện thoại đàng hoàng cơ. Đấy, kênh của em thì chắc khoảng có nghìn hơn 1.000 theo dõi rồi cơ, không phải là một hai người hay là ít người rồi. Tác phẩm này với giá là 2.600.000 đồng anh chị nhá, 2.600.000 đồng chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Anh chị nào nhiệt tình chuyển khoản hết cho em thì em sẽ bao ship nhá, còn nếu mà anh chị nào cọc 20% tiền hàng, cọc một chút tiền hàng thì bên em sẽ không bao ship được đâu ạ. Vì bên em là các bác chuyển cái tiền khoản đấy, tiền tiền cửa khả này thì bên em không phải ghi vào cái thu thu phí COD đấy ở bên 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 vận chuyển đấy, thì bên em sẽ giảm được cái phí đấy đi, thì em sẽ giảm vào cái tiền vận chuyển đi thì bên em sẽ bao ship được đấy. Nên chị không hiểu là tại sao mà nó lại chuyển khoản mà nó lại bao ship mà không chuyển khoản này nó không bao ship, vì cái tiền COD đấy bên em sẽ giảm bớt đi và bên em sẽ cộng vào cái tiền vận chuyển thì bên em sẽ bao ship cho các bác đấy, các bác hiểu nôm na là như thế. Rồi, ok, em sẽ qua tác phẩm này nhá. Anh chị nào chốt tác phẩm này 2 triệu 6 thì comment số điện thoại cho em với ạ. Và em sẽ bê tác phẩm này xuống ạ. Vâng, tác phẩm cuối cùng của ngày hôm nay của nhà em này. Một tác phẩm này hàng cụ đạt ma, nhưng mà hàng này chỉ có một thôi. Hàng này em đục theo cái thế gỗ tự nhiên và hàng nó chỉ có một thôi, không có hai. Với cháu để cái đấy xuống 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 xuống, xuống trên bàn thôi. Chứ không quay được đâu. Đấy, em sẽ bê cái tác phẩm này lên anh chị nhá. Một tác phẩm toàn diện về lũa nô kháo. Đặt xuống. Rồi, ok. Ok anh chị ơi. Đây anh chị nhá. Tác phẩm này đây ạ. Tác phẩm này anh chị nhá, đây là một kiệt tác về về nghệ thuật cực kỳ cao này, về cái bắt dáng, về cái chất gỗ, về cái thế gỗ này rất là cao này. Cái gì đó, đây là cả một cái thế gỗ nhà em này, một cái cục gỗ lưu kháo, và đây là em để toàn diện ra một cái thế gỗ này. Thế gỗ này là gỗ lũa của hàng lưu kháo này đấy, lưu kháo là lưu ba lê và xuyên rất là đẹp, rất là đẹp ở đằng sau. Đấy, rồi em sẽ quay sát vào những cái diện mặt của cụ này và những dáng thế rất là bay, rất là phiêu của cụ đây ạ. Đấy, anh chị ngắm tác phẩm cho em nhá. Đây là diện mặt của cụ đây ạ. Đây là diện mặt của cụ này. Và anh chị biết ạ. Và tiếp theo đây là những cái lũa đây. Anh chị đã nhìn thấy thấy cái lũa mà gỗ tự nhiên đây ạ. Đây là cái gai lũa tự nhiên này. Đấy, những gai lũa này thì anh chị kê vào nhìn không bao giờ chán mắt này. Anh chị thường anh chị hay chơi cái hàng lũa Ngọc Am, Ngọc Yết gì đấy, hay chơi hàng lũa đấy ạ. Đây, cái này đấy là cái gỗ đấy, lũa thì chị nhìn nó đẹp đúng không ạ? Đây là em cũng để nguyên lũa này. Lũa này thì đẹp hơn gỗ Ngọc Am rất là nhiều. Đấy, chị nhớ, Ngọc Lam chỉ nó chỉ có mùi thơm thơm thôi, còn những cái gỗ này nhà em thì nó sẽ xỉa hàng tầng này rất là đẹp này. Hàng lũa thì nó dáng thế nó mỗi cái dòng nó một khác, nó không giống nhau được. Đấy, ở dưới này thì em có tạc cái hồ lô. Đấy, hồ lô lên đây ạ. Còn đây là cái này em để nguyên ấy luôn. Để nguyên cái chất gỗ này luôn ạ. Em để nguyên cái gỗ để em tạc cho nó đúng cái dân dã của gỗ mà hình thành lâu năm của do trời đất tạo lên. Ở hàng lâu năm rồi sẽ tạo lên những cái hàng lũa của mình ở trên này. Anh chị biết rồi, những cái hàng cây mà đục lâu năm thì già gỗ thì nó mới trải qua nhiều năm tháng thì nó mới hình thành được ra cái lũa này, rất là nhiều năm tháng. Và vì sao như cái hàng 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 lỗ lũa này các bác, vì sao là nó hình thành ra lu đấy ạ. Lu là nó cũng hình thành ra khoảng rất là nhiều năm mới tạo ra lu được đấy.
chứ không phải đơn giản là cứ cây là mọc lên là có lu đâu ạ. Lu là nó cây gỗ rất là già, khoảng tính hàng trăm năm mới có lu cơ đấy, nên cái giá trị của nó rất là cao đúng không ạ? Rồi ok ạ, em sẽ quay mặt sau cho tác phẩm này cho anh chị nhá, và em đo kích thước báo giá cho anh chị. Đấy, cái kia này em không vừa cái xoay để sợ nó ngật ngưỡng nó đổ mất, quay là ngật ngưỡng nó đổ mất. Đây là mặt sau này đấy, mặt sau là cái dáng thế lũa tự nhiên luôn đấy, dáng thế lũa tự nhiên này, rất là dày gỗ đấy ạ, rất là dày dặn gỗ đấy, hình thành qua 5 tháng trời đất, tạo hóa của trời đất tạo lên đấy ạ, rất là đẹp luôn. Em sẽ quay mặt trước và em đo kích thước báo giá cho anh chị nhá. Đấy, đây mặt trước này. Mặt trước của tác phẩm đây ạ, và em đo kích thước anh chị ơi, đo kích thước này em sẽ đo kích thước cả kỷ nhá anh chị nhá, cả kỷ cho anh chị luôn này. Chiều cao của tác phẩm này cả kỷ là 1m07 phân, cao là 1m07 anh chị nhá, 1m07 luôn này, và chiều ngang này, chiều ngang là 79, ngang là 79, số thần tài luôn. Và chiều sâu này, chiều dày đâu có kỹ thì nó chưa đủ độ dày, độ dày của gỗ nó rơi vào 36 phân ạ, 36 phân anh chị nhá, sai lệch 1-2 phân gì đấy anh chị ạ, bởi vì cái đo thước này thì em không đo chuẩn được, không tính chuẩn được. Đấy, chất liệu bằng gỗ lu kháo ạ, lu kháo vàng 3D rất đẹp nha anh chị nhá, 3D rất là đẹp luôn. Bác nào mà yêu cái hàng dân dã và cái hàng mà nó lối cổ thì anh chị hãy nên sở hữu tác phẩm này, vì tác phẩm này nhìn trông nó rất là cổ kính, nó rất là đẹp. Và cái thứ hai là loại chất gỗ này, loại chất gỗ nó tạo lên bởi tinh hoa của trời đất hàng trăm năm rồi đấy, nên nó rất là tuyệt vời. Với tác phẩm hàng cụ Đạt Ma này, cụ Đạt Ma này thì các bác về kê ở nhà thì trấn trạch trừ tà, xua đuổi tà ma và xua đuổi mọi cái ám khí không tốt trong gia chủ, và cụ sẽ mang lại những ám khí vận khí tốt về cho gia đình mình. Vì có vận khí tốt trong gia đình mình thì chắc chắn là anh chị lúc nào cũng làm việc suôn sẻ này, tài lộc đến tận nhà luôn ạ. Đấy, cái gia đình mạnh khỏe nữa, bình an. Đấy, bác nào mà thỉnh được bức này về thì rất là tuyệt vời đấy ạ, vì những hàng này có tinh hoa trời đất rất là nhiều này. Đấy, và tác phẩm hàng lũa tự nhiên này của nhà em, hàng liền khối chị nhá, hàng liền khối em xin bán với giá là 5.600.000 đồng chưa bao gồm phí ship anh chị nhá, 5.600.000 đồng chưa bao gồm phí ship ạ. Anh chị thấy ok không ạ? Đấy, 5.600.000 đồng chưa bao gồm phí ship. Hàng rất là to khủng luôn, rất là đẹp luôn ạ. Giá chỉ có 5.600.000 đồng thôi. Và anh chị nào chốt tác phẩm này với giá là 5.600.000 đồng hãy comment số điện thoại cho em nhá. Hãy comment số điện thoại cho em cụ đợt ma dáng lũa của tinh hoa trời đất. Cách số điện thoại cho em. Với giá chỉ có 5.600.000 đồng thôi, chưa bao gồm phí ship ạ. Anh chị nào chốt để lại số điện thoại cho em nhá. Em sẽ gọi điện tư vấn chụp ảnh và gửi hình cho anh chị luôn để ngắm tác phẩm này kỹ hơn. Ngoài ra anh chị có thể kết bạn Zalo cho em qua số điện thoại 0389 ạ, 889968 anh chị nhá, để anh chị sẽ được cập nhật những cái hình bên em đưa lên nó nhanh nhất có thể. Trên kênh YouTube này thì ngày nào thì đa số là bên em cũng đưa những tác phẩm đẹp lên để giới thiệu cho anh chị về một tác phẩm của bên nhà em chế tác lên, xong là em sẽ đưa lên luôn cho anh chị ngắm. Với bác nào mà hỏi em về bức cụ di lặc đứng gốc tùng thì em cũng hẹn các bác nào mà 2 buổi live lần sau, 2 hoặc 3 hôm nữa thì em mới làm xong, vì bên em phụ thuộc vào bên xưởng sơn, xưởng sơn người ta sơn xong thì bên em sẽ đưa lên ạ. Còn em chế tác thì chế tác xong rồi, chủ yếu đợi bên xưởng sơn là người ta đưa lên thôi. Rất nhiều bác hỏi em về cái cụ di lặc gốc tùng đấy ạ, nên là em đang làm rồi, em sẽ đưa lên sau. Vâng, đấy. Và anh chị nào chốt tác phẩm cụ Đạt Ma chất liệu bằng gỗ lu kháo và hàng lu 3D rất là đẹp này, với kích thước chiều cao là 1m07, ngang là 79 và chiều sâu là 36,
Với giá là 5.600.000 đồng thì anh chị để lại số điện thoại cho em nhá. Và một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn các bác đã đến xem live và ủng hộ của nhà em trong một thời gian rất là dài ạ. Và em rất mong được sự ủng hộ của tất cả các anh chị còn dài dài hơn nữa. Và anh chị nào mà có bạn bè người thân thì anh chị có thể giới thiệu qua giúp em ạ. Đấy, không có gì là cái tình cảm của các bác dành cho và giới thiệu cho bên em và những người bạn người thân cho đồ gỗ bên em ạ. Và anh chị nào mà có bạn bè nào mà đam mê về đồ gỗ thì cũng có thể giới thiệu cho bên em ạ. Vào kênh YouTube của bên em xem cái đồ gỗ bên em cũng được, ngắm đồ gỗ bên em cũng được, và thế là em vui rồi. Cứ đông đông bác vào xem mà đông bạn đông bè là rất là vui đấy ạ. Và anh chị nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của bên em thì anh chị nhớ ấn kênh ấn theo dõi kênh YouTube của bên em nhá. Anh chị ấn vào cái nút chuông đấy, phần đăng ký kênh YouTube đấy, anh chị ấn vào, anh chị theo dõi bên em thì bên em sẽ cập nhật rất nhiều cái đồ gỗ mỹ nghệ đẹp để cho anh chị ngắm và chiêu ngưỡng. Anh chị nào mà phù hợp với khung cảnh và cái phòng phòng khách của nhà mình thì anh chị có thể là giao lưu với đồ gỗ của bên em. Đồ gỗ của bên em ở làng Ngài Mọc Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương. Anh chị nào có thời gian đi qua đó thì anh chị ghé qua làng ngày em chơi, ngắm những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của các hàng nghệ nhân của bên em đục rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Bên em làng em thì đục cũng khá là nhiều thứ, bàn ghế, tủ, tranh, cuốn thư câu đối, con giống, tượng, nói chung là đục hết, cái gì đa số là cũng có hết anh chị nhá. Vâng, làng nghề em thì truyền thống khoảng 300-400 năm nay rồi, là làng nghề. Không biết là mọi shop khác thì có mời anh chị về làng nghề chơi không, nhưng mà đến với đồ gỗ Phúc Tấn bên em thì lúc nào cũng mời anh chị về làng nghề em chơi và tham quan làng nghề nhà em đó. Và một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Chúc anh chị một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và niềm vui cho cuộc sống càng ngày càng nhiều hơn ạ. Và em chào tất cả các bác.